Ai cho mày coi? Này không coi được, khó mua lắm. Khó chịu quá, cho coi chút đi. Không, không là không à. Ủa thằng Hùng nhà mình sao đây vậy ta? Có một vị nhà không? Chắc là có. Hay là mình về gặp nó đi. Ừ. Chừng vậy thằng này, bây giờ đây thằng này, thằng này chạy chạy ba thả tay con ra đi ba. Ba làm gì vậy? Đứng lại. Ba làm gì mà ba đánh con vậy? Có gì thì ba cứ nói đi. Mày đang ra ai đánh mày? Mày tập tập luôn hết biết không? Mày tao mang cái miệng mày lại đó, thằng quỷ. Mày cứ lại. Là ầm quá con học bài không được à con. Thôi con vô học đi. Ba im, ba im. Nể là con Thủy nha, thôi tao đập cho mày ông trận còn quỷ. Cái gì vậy? Sao ông xô con té vậy? Ai bị nó cản tôi. Gì? Bà đứng đó làm gì, em đi dọn cơm đi. Mày quỷ. Con gái. Sản phụ ấy như thế nào hả chị? Cô ấy là sao? Sản phụ ấy sốt huyết ra nhiều quá. Có nguy hiểm đến tính mạng không? Cô ấy đã qua đời mới hồi nãy. Tung tía. Không có tiền thì thôi đi. Kệ người ta. Có giỏi nhào vô đây. Chỉ chỉ hoài. Cái thằng như nó là vì có tiền mày nhào vô. Ê, ê mày khi dễ tao không tiền mày. Mày chờ đó. Tao về tao lấy tiền trả lại tao bay biết sao tao. Mày. Cho nó đi luôn đi cho yên chuyện. Nổ á. Sao dám trở lại. Vậy mới là thằng mạnh chứ. Anh tiếp đi. Mày tưởng tao không có tiền hả? Dám coi thường tao hả? Tao có tiền là phải chết. Còn chết. Ông làm gì đây? Có làm gì đâu à, đói bụng vô kiếm củ khoai. Thôi tôi ra ruộng rồi, hàng tư bẻ bắp lá tôi về ha. Gì ngộ vậy? Sao tự dưng bữa nay đi giúp thiên hạ là sao? Thằng cha mất tích.
Trời ơi, cái bà kia điên hay sao vậy? Đi lên. Bà có khùng không? Bà đem người đàn bà đó về nhà làm gì? Shhh. Nói nhỏ nhỏ, để người ta nghe vợ á. Nghe kệ cổ chứ. Vợ sao? Vợ muốn cho ta đi tự tử lần thứ hai hay sao vậy? Ông nói tôi nghe coi. Cổ chết thì kệ cổ, không dính dáng tới bà. Trời ơi, chẳng ta không thấy thì thôi, đằng này đã thấy rồi làm sao mà làm lơ được. Nói năng gì mà cũng nói được à. Tối ngày dính dáng cho chuyện người khác. Cô ơi, cô không sao chứ? Cảm ơn chị. Bày đặt cảm ơn nữa. Đây, cô nấu miếng cháo cá lóc, cô ăn cho khỏe nha. Ăn đi. Làm phiền chị quá. Nhảy xuống biển làm chi? Rồi nhảy trước mặt tôi rồi giờ la làm phiền tôi. Cô có mang hả? Bắn đó, bắn vô. Bữa nay cô ta đi hả? Tôi hỏi bà có phải bữa nay cô ta đi không? Có đi tôi cũng cho đi nữa. Cô ta mà đi lúc này thì bà đi nay khùng sao? Ủa sao cô ra đây? Em hỏi anh nói chị đang ở ngoài này. Cô đang có bầu đó nghe. Không sao, chuyện này nhẹ mà chị. Trời ơi, có bầu không có ngồi chồm hổm được đâu. Thôi ra ngoài kia ngồi chơi đi. Ra ngoài kia chơi. Còn thôi thì hát cho mẹ con tôi nghe. Thằng Hùng nó thích nghe hát lắm. Hát? Sao lại hát giờ này hả chị? Tôi nói vậy mà tưởng thiệt hả? Làm gì được thì làm. Ráng mà làm. Miễn cho đứa nhỏ trong bụng cô ra đời khỏe mạnh là được. Chị à, lỡ như sau này em sanh con em ra, nó giận em vì chuyện nó không có cha, thì sao hả chị? Quýnh cho nó một trận. Trời ơi, đẻ ra cực khổ muốn chết luôn à. Chừng nào con cô mà vậy nói cho tôi biết, tôi quýnh cho một trận. Chị giống chị em quá. Thì nhận làm chị luôn đi. Mà nè, cha đứa nhỏ chết rồi à. Mới có vợ khác, giàu có,
không có gì để so sánh với người ta cả. Đúng là cái đồ kỳ cục. Mà bộ cô không có mắt nhìn đàn ông hay sao vậy? Lấy cho tôi bao thuốc lá. Chị cho tôi hỏi thăm, trong xóm mình á có cô nào vừa mới tới? Cổ còn trẻ lắm, cổ không phải là người ở đây. Cổ trẻ hả? Dạ. Để tôi nhớ coi. À đúng rồi, có. Cách đây ít lâu có một cô gái nhảy xuống biển tính chết, nhờ mẹ anh Hùng kéo lên á. Nhà người đó ở đâu vậy chị? Ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống con, ngồi xuống. Ai cho ôi, đừng có làm ướt. Con làm con ướt rồi mẹ lạnh rồi. Mẹ ướt mẹ lạnh mẹ bệnh mẹ chết mới queo ai nuôi con hả? Em phải sanh con. Với lại chị dặn nè, thích ăn gì đó là phải ăn nha, ăn cho có sức khỏe. Chứ tạ người như em sanh con nuôi con có dễ đâu đó. Ây da. Ôi, em có sao không vậy? Chị ơi, em tính ngày mai em sẽ đi. Để anh ngủ ở ngoài như vậy em ngại lắm. Có gì đâu ngại, em đâu còn chỗ nào để đi đâu. Có lẽ em sẽ về lại nơi ở cũ, sắp xếp mọi chuyện rồi lại tính tiếp chị à. Ừ thì cứ đi, nhưng mà không có chỗ thì quay trở về đây. Xứ này hồi xưa giờ nổi tiếng là tử tế. Em ở em biết rồi đó. Không khí trong lành hợp với người như em. Em cảm ơn. Chuyện gì làm sao? Chắc không có. Em chỉ lo xa vậy thôi mà. Thôi thôi, ráng chợp mắt. Còn phải lo cho con nữa chứ. Em rất cảm ơn anh chị trong thời gian vừa qua. Không có nghĩ chuyện dớ dẫn, phải sống cho thật mạnh mẽ, hiểu chưa? Dạ. Chị ơi, không đáng là bao, nhưng xin anh chị nhận cho em vui. Em làm cái gì vậy? Bộ đem em về đây để kiếm tiền hay sao hả? Em xin lỗi. Con thường sự chân tình ta như vậy con cũng đâu có được. Em xin phép anh chị.
Để nó đi, tôi thấy không yên tâm chút nào. Số tiền hồi nãy tôi thấy cũng nhiều nhiều, bà có để ý không? Trời ơi ông ơi, tôi thiệt tôi không hiểu nổi ông nữa à. Xe đi. Không cần, tôi đi bộ được rồi. Sao, tìm tôi để giết đứa con chứ gì? Hay là giết luôn cả hai mẹ con? Cô đừng nói vậy, ông giám đốc bây giờ cũng đang rất buồn mà. Buồn cũng còn có một chút lương tâm đó. Đứa con cô định sao? Các anh yên tâm đi, con tôi biết phải làm gì mà. Cô cũng biết là rất nguy hiểm, cô bị thiếu máu, sinh con có thể nguy hiểm đến tính mạng. Anh nói sao? Tính mạng của tôi à? Các anh lầm rồi, tôi không thể nào chết mà để con tôi bơ vơ lạc lõng một mình trên cõi đời này, không đời nào. Cô suy nghĩ cho chín chắn lại đi, cô chết thì đứa bé sẽ làm sao đây? Tỉnh táo để quyết định lại đi. Từ bỏ để bắt đầu lại từ đầu. Như vậy ông giám đốc tuy có hơi buồn nhưng có hứa là sẽ quan tâm tới cô. Khốn nạn. Về nói lại với hắn ta, cuộc hôn nhân của hắn sẽ không bao giờ tồn tại được lâu đâu. Tôi có chuyện này muốn nhờ đến anh. Nếu như tôi có chuyện gì thì đừng bao giờ đưa con tôi vào trại mồ côi. Tôi có quen với một người, người này có thể sẽ lo được cho con tôi. Anh nói gì? Nhờ chúng tôi nuôi dùm con người khác á hả? Tôi biết đây là lời đề nghị rất khó, nhưng nếu anh chị chấp nhận, tôi hứa sẽ tạ ơn đầy đủ. Tôi chưa biết đó là chuyện gì, nhưng mà phải chi con mà sinh ra rồi là chuyện khác. Còn đằng này đứa nhỏ chưa sinh ra mà tôi nghĩ là không ai có thể nuôi một đứa con tốt hơn chính cái người mẹ đẻ ra nó hết á. Tôi biết, nhưng người mẹ sinh ra nó có thể bị nguy hiểm đến tính mạng. Chính vì vậy mà tôi mới nhờ tới hai anh chị. Nguy hiểm đến tính mạng? Cái người phụ nữ sinh đứa bé ra bị nguy hiểm đến tính mạng? Ông vừa nói vậy hả? Sức khỏe của ấy không tốt. Trời đất, gì vậy? Ông định trả ơn tôi và cái gì? Nếu anh chị nuôi nó như là con ruột của mình thì hàng tháng tôi sẽ trả một khoản tiền nuôi dưỡng. Tôi sẽ không để hai anh chị buồn lòng đâu. Ý tôi hỏi là anh trả được bao nhiêu? Nói cái gì vậy? Hoàn cảnh thì thật là tội nghiệp đó, nhưng mà chúng tôi không cần tiền. Có lẽ ông nên đi hỏi chỗ khác nhờ người ta nuôi dùm thì tốt hơn à. Xin lỗi. Ê, trời, làm gì nóng như vậy? Chúng tôi nuôi. Ba thằng Hùng. Tôi không nuôi. Muốn thì ông nuôi một mình đi. Anh đọc đi. Nếu có chuyện gì xảy ra với đứa trẻ hoặc vì bất cứ lý do gì đứa trẻ bỏ nhà ra đi thì tờ giao kèo này sẽ không còn hiệu lực. Tờ giao kèo này chỉ có hiệu lực cho đến khi đứa bé trưởng thành. Tiền công nuôi dưỡng sẽ được thanh toán vào 2.001 và 15 tây hàng tháng. Ý anh sao? Thôi được, để tôi ký. Khoan đã.
Còn một điều này nữa. Điều gì? Để sau này giống như chuyện là đứa con là con ruột của anh, anh phải làm cách nào đó giống như chị đã sinh ra nó. Như thế thì sẽ tốt hơn cho đứa bé trong quá trình trưởng thành sau này. À, ý muốn nói là phải làm sao cho hàng xóm chung quanh ta nghĩ là vợ tôi có bầu đẻ ra nó chứ gì, đúng không? Chuyện đó dễ như trở bàn tay. Anh đừng có lo. Ê, nhưng mà cái chuyện mang bầu là anh phải trả thêm tôi tiền nha. Được rồi, để tôi ký cho. Ê, nhưng mà là lỡ anh không trả tiền đúng hạn hoặc không trả thì làm sao? Tuyệt đối không, sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra. Đúng hả? Đàn ông đàng hoàng mà, đúng không? À, đâu có đem con mình lập trò đùa được. Vậy thì 6 tháng sau chúng ta sẽ gặp nhau. Khi đó tôi sẽ có việc nhờ anh. Anh đừng có lo, mọi chuyện ở đây có tôi lo. Anh đi về lo cho cô ấy xinh đẹp tốt đẹp là được rồi. Xin lỗi chị, tình cảnh này không còn cách nào khác, mong chị giúp cho. Xin phép chị. Vợ mình mà mới biết cái chuyện này, trời ơi, nó làm ầm lên. Giấu nó, giấu ở đâu bây giờ? Ông điên hay sao vậy? Sao tự nhiên đi làm cái chuyện này? Điên gì mà điên? Trời cho cơ hội, bà làm ở đâu ra một số tiền lớn gì vậy? Đúng không? Tôi không có nuôi đâu đó. Ông tính sao thì ông tính. Trời đất ơi, tôi sao tính được? Đàn ông sao mà mang bầu sanh con? Thôi, bắt đầu từ hôm nay bà mang bầu 4 tháng. Ông làm gì ông không sợ trời phạt ông hả? Trời nào mà phạt. Mình làm việc thiện thì trời cho phúc mới đúng không? Đúng không? Tự nhiên ông nói tôi có bầu 4 tháng, rồi hàng số người ta tin hả? Tin sắm tin. Gì vậy? Thôi bà đừng nói nhiều nữa. Làm đi. Đáng lý ra tôi không có nói chuyện với ông mới phải. Làm như thì phải nói chuyện với bà. Vợ tôi có bầu 4 tháng nè mấy ông ơi. Rồi chuyện như vậy sao bây giờ mới biết? Vậy mới nói. Bởi vậy nhà tôi kêu bà là chậm như rùa. Ủa, má anh Hùng có đứa thứ hai thiệt hả? Thiệt á. Sao giờ mới biết? Thì nè, có bầu rồi còn ra rẫy làm cái gì? Thì có làm sao đâu. Bụng đổi áo rồi đó. Đó, bà thấy tôi làm vừa không, đẹp không? Ha, y như thiệt, y như hồi là bà có bầu thằng Hùng. Nhưng mà làm vậy tôi thấy cũng có lớn quá không? Lớn gì đâu mà lớn, 4 tháng vậy là đúng rồi. Mà con lớn thì thai phải lớn chứ. Có nhất định phải làm vậy không? Ừ? Tôi lo muốn chết luôn à. Nữa à. Đã cái gì đã quyết thì phải làm, đừng có bàn tới bàn lui hoài. Tôi ghét cái bầu đẹp gì chứ. Thank you.
Ồ, con tôi tới rồi đó hả? Đừng sợ, tôi canh kỹ lắm rồi. Con gái đó. Ừ? Hèn chi nhìn nó kháo khỉnh quá. Đây là tiền nuôi dưỡng tháng này tôi có bỏ thêm, trả công cho anh chị vất vả trong thời gian vừa qua. Hãy đặt tên nó là Vi cho tôi. Vi à? Cái tên rất đẹp. Được á, được á. Kể từ bây giờ nhờ anh chị giúp đỡ cho. Anh nè, tôi hỏi cái này được không? Vợ tôi nó hỏi là mẹ của đứa nhỏ có biết là vợ chồng tôi nuôi nó không? À, không, ý muốn hỏi là mẹ của nó có biết là nó đang ở với vợ chồng tôi không? Mẹ nó chết rồi. Dạ. Bé con, mày sẽ là nguồn thu nhập chính của tao rồi. Dạ. Dạ. Xin phép anh, tôi về. Dạ, dạ. Nó tên là Vi, nhớ không? Thật không ngờ. Sao mà giống dữ vậy? Ừ, giống. Ủa, mà giống ai? À, không có gì đâu. Không có gì. Có chuyện gì? Không phải. Không phải đâu. Mà mẹ nó là ai? Mẹ nó sanh nó là... chết à? Đi thì cứ đi, nhưng mà không còn chỗ thì em quay về đây. Cái xứ này nổi tiếng hiền lành tử tế, em ở em biết rồi đó. Và ở đây thì không khí trong lành rất là hợp với em. Em cảm ơn. Chị ơi, em gọi bằng chị. Chị thấy vui lắm. Nếu lỡ như sau này em có chuyện gì. Nói cái gì? Có chuyện gì làm sao? Dạ không có. Em chỉ lo xa vậy thôi mà. Con ơi, hay là kiếp trước chúng ta có nhân duyên với nhau như thế nào mà phải gặp nhau như vậy? Số con thật là bạc phước. Bạc phước cái gì? Có phước thì có. Tối qua bể bầu con gái rồi. Ây da! Ông sướng quá nha ông Mạnh. Kỳ này á, ông với thằng Hùng tha hồ mà thích nha. Thích quá đi chứ. Từ đây về sau tháng nào tôi cũng có lương. Nhìn coi kìa. Ủa chuông cha ơi, con mắt nó sáng quá trời á. Sáng quá đi chứ. Đẹp ghê đó ha. Đẹp không? Trời ơi, ghét quá. Ủa, nhìn mặt nó kìa, sao trông như mặt trăng vậy đó. Ủa, mà sao tôi không thấy giống hai ông bà vậy nha? Giống gì giống, sao không giống, trời đất ơi. Ừ, để nè.
đó, hai ngón chân giống không, giống không? Giống quá. Giống ghê. Giống gì nè. Đẻ con gái lắm. Không khoái không cười toe tét à. Phải quá đẹp phải không? Phải không phải. Nhảy tưng 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 luôn á chị đừng nói. Nè Mạnh, có chuyện gì mà đãi tụi này linh đình vậy? Nói mày không nghe, tôi có tiền đầu tư cho một công ty thành phố. Bây giờ được họ chia lời vậy thôi. Đầu tư thì không đó. Bí mật này tôi với hai ông biết thôi nha. Vậy là tụi này được ông khao thường xuyên đúng không? Công ty đó mà làm ăn được đãi cái ông dài dài ha. Chẳng những bia gì không đâu hả? Rượu tây sơn hào hải vị. Nhờ chàng thiếp được vinh hoa. Thôi có rượu uống không mất tiền, không cần biết lý do gì, thế là được rồi. Đời thằng Mạnh là bây giờ chỉ có giàu sang sung sướng mà thôi. Hùng, con từ từ thôi nghe, kéo em hồi em té bây giờ đó. Để tôi vô ẩm ở đây cho ông ẩm đựng lên chút hay. Ha. Thôi. Kể từ tháng sau, tôi sẽ đứng từ xa nhìn nó, xong rồi về. Ông chỉ cần biết là như vậy thôi. Không, nhìn gần mới thấy nó mạnh khỏe chứ. Con bìm bìm thổi tò tí. Bé dễ thương xinh đẹp quá. Mẹ mà hả? Có mắt ta. Con ráng nhịn chút được không? Hả? Cho má nó hết sức vậy à. Không có phúc nhờ chồng, nhưng có phúc nhờ con Vi đó nghe. Đây con. Ăn đi chị. Rồi, tự nhiên nha. Nội. Ê. Bà chấm đây nè. Ăn con. Cha ơi. Còn nhỏ mà nó nấu ăn ngon dữ hả? À? Vừa miệng quá à. Thấy cái cảnh này á, nhà ai mà không có con gái á, buồn chết đi được á. Tôi có con gái nè, có bao giờ làm tiếp tôi được cái gì đâu. Đúng là con gái lụm ở chân cầu về có khác. À. Nói gì vậy? Tự nhiên nó con lụm dưới chân cầu. Nó còn nhỏ tưởng thiệt nó buồn. Thôi. Ừ thì con cái đứa nào không là con rơi con lụm ở chân cầu về. Đúng rồi còn gì nữa. Gì? Ăn đi con, ăn đi. Đừng nói giỡn nữa mấy cha ơi.
Nói vậy không tốt đâu. Thôi thôi thôi. Ăn đi. Ăn đi. Ăn đi. Đã nói để mẹ làm mà. Không nặng đâu, không bưng được. Để con phụ mẹ mà. Để mẹ làm được rồi. Con chỉ cần lo học cho giỏi rồi thôi là mẹ mừng rồi. Thì con cũng đã học giỏi mà. Trời ơi, trời nói gì ghê quá à. Nghe nói là ở bãi đất trống, người ta có xây nhà kiểu Tây, lớn lắm phải không mẹ? Ờ, mẹ cũng nghe nói. Ai xây vậy mẹ? Chắc ai ở thành phố về mà. Sao người ta lại xây nhà ở đây? Mẹ đâu có biết. Mẹ ơi, có phải là ở trên thành phố có cái cầu thang chuyển động phải không mẹ? Cầu thang chuyển động hả? Ừ, mẹ chưa thấy mà cũng không biết bao giờ á. Mà không thấy cái nhà, mà cũng không thấy cái cầu thang nữa. Mà sao con hỏi vậy? Con muốn lên thành phố hả? Ừ, dạ đâu có, con chỉ hỏi vậy thôi mà. Thôi, đi. Khẩn trương đi em ơi, gạch nè, khẩn trương đi. Dạ, cực dữ hả? Có chuyện gì vậy? Ông này chắc là thành phố giàu lắm hả? Xây nhà lớn như vậy là phải giàu rồi, anh hỏi chi chuyện đó. Dạ, chắc là thành phố ồn ào quá, về đây xây biệt thự đi nghỉ ngơi gì. Không phải biệt thự nghỉ ngơi đâu, họ về đây ở luôn đó. Mà anh hỏi chi tùm lum chuyện vậy? Không, tôi dân làng này mà hỏi cho biết vậy thôi. Anh cứ làm mà đừng để ý tới tôi. Sao mà có người nhiều chuyện quá không biết. Về ở luôn đây. Không biết sao bỏ thành phố sung sướng về đây làm cái gì không biết. Cho có nước gì mát mát uống đi. Không có nước gì mát trơn á. Có nước nóng nè, uống không? Vậy thôi cho bia với mồi đi. Sao? Lại nợ nữa chứ gì? Để bữa sao có tiền để trả chứ làm đồ dưới vậy. Chết, tới giờ cơm rồi. Như đây đủ rồi. Mình làm món này chắc mẹ mình thích lắm. Bây giờ làm sao đây? Như vậy không được rồi, phải đưa nó vào bệnh viện. Chứ không sao đâu mà, chứ không sao đâu. Chú thả cho xuống đi. Cháu không sao thiệt chứ? Dạ. Cháu bé à, có thể cháu thấy trong mình không sao, nhưng tốt nhất chúng ta nên đến bệnh viện để kiểm tra cho kỹ, nghe cháu. Cháu không phải là bé đâu, cháu tên là Vi. Cháu cũng không đến bệnh viện đâu. Anh à. Cháu không sao thật chứ? Dạ cháu không sao đâu. Sau này nếu thấy trong người có gì bất thường,
cháu cứ tới cái nhà mới xây đằng kia nghe. Dạ, cháu chào cô chú. Sao anh ngạc nhiên dữ vậy? Thôi, mình đi đi anh. Cháu không phải là bé đâu, cháu tên là Vi. Cháu tên là Vi. Các con vừa ý không? Con thấy chả không có gì đặc biệt hết đó. Nhà mình ở thành phố còn đẹp hơn nhiều. Chúng ta chỉ sống ở đây một vài năm thôi. Sống ở nông thôn, các con sẽ cảm thấy cuộc sống bình yên, sẽ cảm thấy rất là thảnh thơi, không xô bồ như ở thành thị. Chuyện đó tốt cho tụi con lắm. Nào, chúng ta vô xem nhà mới. Con trên lầu không mẹ? Nè, hai đứa, các con ngồi đây với ba một chút. Dạ. Phương với Khanh, các con có hiểu cái câu ít ngồi đáy giếng không? Dạ biết. Bà không muốn các con giống như những con ếch ở dưới đáy giếng khi mà bị nhốt ở thành phố. Ở nông thôn, nhìn bề ngoài thì không có gì hay cả, nhưng nếu sống ở đó thì lại có rất nhiều điều hay đó. Ba cho con thử một ví dụ đi. Phương nè, về đây sống với các bạn rồi con sẽ biết thôi. Các con có biết là ba thương các con lắm không? Các con không làm ba thất vọng chứ? Dạ. Còn Phương, sao không trả lời? Dạ. Thôi được rồi, các con đi xem phòng của mình đi. Dạ. Con mình cũng đi qua nhà chứ hả? Dạ, cũng được. Đẹp quá. Vậy mà em cứ tưởng. Em hài lòng là anh vui lắm rồi. Em cũng nghĩ như anh, chúng ta chuyển về đây sống là rất hay. Chứ sống ở thành phố chẳng biết gì tới cực nhọc, cho nên tụi nó cứ ích kỷ, chỉ sống cho riêng mình. Thấy vậy, lâu nay em cũng thấy vướng bận ở trong lòng. Ước gì các con của mình về đây sống với các bạn nông thôn, chắc là nó sẽ thay đổi ít nhiều, phải không anh? Anh cảm ơn vì em đã hiểu và theo anh về đây. Anh quyết định mọi thứ là vì con thì tại sao em không theo anh được chứ? Nếu chúng ta sống ở đây một thời gian, chắc chắn là mấy đứa nhỏ sẽ thay đổi cho mà xem. Dạ, em cũng nghĩ như vậy. Ờ anh ơi, mình đi như vậy thì có bất tiện cho công việc của anh không? Nếu anh có vất vả thêm một chút thì đã sao. Mình phải gọi điện cho ba em, báo cho ông biết là mình đã đến nơi rồi chứ. Thôi, chiều điện cũng được mà. À, nói gì thì nói, mình phải kiếm người giúp việc mới được anh ơi. Nhưng mà không biết là có kiếm được người phù hợp với mình không đây. Thôi được, để anh tìm cho. Thôi, chuyện này để em làm cho.
ông nghe thấy gì chưa? Chủ nhân ngôi nhà mới đã chuyển tới rồi đó. Nghe đâu họ có một công ty ở thành phố Hồ Chí Minh lớn lắm. Mà họ chuyển đến đây không biết công ty họ có ai coi không, nhưng mà cũng có tin đồn đó. Đồn thì có đó, nghe nói họ về để giáo dục con cái. Nhưng mà không biết có mục đích gì khác không. Mục đích? Mà mục đích gì? Thì chắc họ nghĩ ra một cách kiếm tiền mới ở vùng nông thôn hẻo lánh của mình. Chứ không mình tự nhiên dạy gì bỏ thành phố sang trọng về vùng quê này để làm gì, đúng không? Lẽ nào lại vậy? Bà con đồn là họ tốt bụng lắm mà. Tốt thì có tốt, nhưng chắc không được nhiều. Nhưng phải tìm hiểu xem có họ có mục đích gì, chứ tôi nghi lắm. Lẽ bước vô nhà mà hỏi thì đâu có được. Nhưng biết đâu gặp cái thằng cha đó lại có việc làm. Có thể lắm chứ. Ủa, hai cháu là con chủ nhà này hả? Hả? Đây là chị hả? Hay là đây là anh? Hay là anh em sanh đôi? Chú là ai vậy? Ta hả? Ta... tụi bay gặp người lớn không biết chào hỏi gì trơn trọi hả? Cái con này... Dạ, chào chú. Dân thành phố đến ăn mặc sang trọng á. Ba ơi, hôm qua đến giờ có chú nào lạ lắm, cứ nhìn vô nhà mình hoài à ba. Chú nào lạ lắm hả con? Dạ, hình như chú là dân ở đây á. Chắc là người địa phương thấy mình mới tới nên họ để ý đó thôi. Gặp họ các con cứ cúi chào là được rồi. Chào họ làm gì? Mình có quen biết họ đâu mà chào. Thì mình đến sống ở đây, họ là hàng xóm, cứ coi như bà con thân thiết với nhau. Chào thì cũng đâu có sao đâu. Thôi, con không thích làm vậy đâu. Còn Khanh, con có vậy không? Dạ, con cũng không biết nữa. Khanh à, con phải làm gương cho Phương. Con sinh ra trước em 5 phút thì con cũng là anh mà. Ê, ba. Ê, nếu mình mà tìm cách tiếp cận được hắn ta đó, mình sẽ kiếm được vô khối tiền. Rồi rồi, tính gây chuyện gì nữa phải không? Có bà, mày bà ăn nói gì kỳ cục. Tự nhiên đi tìm cách gây sự với hắn ta làm chi? Nếu mà không phải vậy thì may mắn cho tôi quá đi. Ở nhà còn rượu không? Sao còn? Ngày nào cũng uống hết làm sao còn được. Vy, qua nhà mẹ ăn bảo để cho ba xị rượu. Cái cổ nó cứng lắm, phải uống rượu cho mới được. Dạ, để con mua. Không, con Vy nó đang làm việc phụ tôi nè. Thủy nó ngủ trọng á, kêu nó dậy nó đi mua. Con Thủy sao nó làm được cái chuyện này? Con Thủy không làm được, tại sao con Vy làm được? Con Vy đó là chị thì nó phải làm được chứ. Dạ, để con đi mua cũng được mà. Nhanh lên. Ông làm vậy là coi không được đâu đó. Gì vậy? Nhờ có con Vy mà nhà mình mới được như ngày hôm nay á. Trời chứ mưa, nó nóng. Con ơi, ba con... Lại mua rượu thiếu nữa phải không? Dạ. Cái gì vậy? Cái đó ngồi lắm đó. Ủa, bạn... Đi theo tôi. Còn đứng đó làm gì nữa? Ừ.
biết. Hay để mình chỉ cho nha. Thôi, không có cần đâu. Nè, ngày hôm qua bà không sao chứ? Mình không sao hết. Bà học lớp mấy? Mình học lớp 7. Chị cùng lớp với mình rồi. Mình tên là Vi. Còn mình là Khanh. Cái gì vậy? Chai rượu của ba mình đó. Bạn muốn thử không? Thôi, mình không có uống đâu. Chai rượu này ngon lắm đó. Thôi, mình phải về đây. Không thôi, ba mình la. Khi nào bạn muốn làm giống mình thì cứ kêu mình nha. Ừ. Được ta. Thưa ba, con mới về. Con mới đi chơi trong xóm về đó hả? Dạ. Ba ơi, con mới gặp bạn mà hôm bữa tông vô đầu xe nhà mình đó. Gặp Vi à? Ủa, sao ba biết tên bạn đó? Thì bữa đó nó nói nó tên là Vi, con quên rồi sao? À, mà ba ơi, bạn đó bằng tuổi với con á. Ngày mai anh phải vào công ty làm việc lại rồi. Anh đi chừng nào anh về? Mấy ngày nay công việc của công ty tồn động rất nhiều, nên chắc tối em không về được. Phương với Khanh, trong thời gian ba không có nhà, phải nghe lời mẹ đó nha. Dạ. À Vi nè, ăn cơm xong tắm rửa sạch sẽ, kiếm bộ đồ mới nhưng mà mặc nghe chưa? Hôm nay nhà mình có khách hả ba? Hỏi gì mà hỏi, tao kêu gì làm ở đó đi. Con cũng muốn biết mà. Nè, hôm nay có khách đặc biệt, tôi nhịn bà ấy chứ đừng có nhìn tôi vậy. Ba ơi, vậy con có cần tắm rửa sạch sẽ không ba? Con gái út của ba không tắm vẫn sạch, mặc đồ xấu vẫn đẹp. Ba, còn con làm sao? Con phải tắm không ba? Mày hả? Biến người khỏi này. Đó là cách mày giúp ta tốt nhất. Ăn đi. Chị có biết hôm nay khách nào tới không? Không biết. Hay là cái gì? Đây là em nghĩ thôi nha. Ba muốn gả chồng cho chị sớm nên mới làm như vậy. Để em nhớ coi những lúc như vậy thì gọi là gì ha. À đúng rồi, gọi là coi mắt con dâu. Đừng có nói bậy. Người ta giỡn một chút, làm gì mà la dữ vậy? Thì mày nói những chuyện tầm bậy cho nên tao mới la chứ bộ. Vậy mà cũng quảng. Mẹ làm xong rồi, con vô học đi. Mẹ ơi, con có chuyện gì muốn nói với mẹ hả? Mẹ ơi, có chuyện gì thì nói đi, làm gì mà cứ ấp a uống giống như chó con muốn đi ị vậy? nói mẹ nghe, có chuyện gì? Mẹ ơi, từ giờ trở đi con sẽ giúp mẹ làm việc nhiều hơn nữa. Con sẽ học giỏi, con cũng sẽ giúp em Thủy học giỏi. Với lại, nói cho mẹ nghe, có ai nói cái gì với con? Cần gì thì cứ nói cho mẹ nghe đi, hả? Mẹ đừng có cho con đi lấy chồng nha mẹ. Con chỉ muốn ở bên cạnh mẹ thôi. Ủa, sao con nói vậy? Có ai nói tới chuyện con đi lấy chồng đâu. Lâu lâu, con thấy có người đến coi mặt con. Có phải là ba mẹ cho con đi lấy chồng phải không mẹ? Năm nay con bao nhiêu tuổi mà lại nói chuyện đi lấy chồng? Mẹ nói thiệt con mẹ. Mẹ rất thương con. Làm sao mà mẹ gả con trong lúc con bé tí xíu vậy? Mẹ phải giữ con ở thật lâu bên cạnh mẹ. Vậy được chưa? Không có nói bậy nữa nghe. Dạ. Nghe. Có một người mà thỉnh thoảng họ tới thăm nhà mình. Cái người đó
Bà con, cái chú ấy hồi còn trẻ thương con lắm, thành ra ta tới thăm vậy thôi à. Nhưng mà con không thích, cứ đi đi lại lại trong lúc chú đó tới đây, cứ vô nhà gặp mặt không được sao? Được rồi để mẹ nói. Nhưng mà cái chuyện này thì không thể giải thích ngay bây giờ. Sau này mẹ sẽ nói cho con hiểu. Ha con? Dạ. Nha. Ba sẽ là cánh chim cho con bay thật xa, mẹ sẽ là cành hoa cho con cài lên ngừng. Ba mẹ là lá trắng che chở suốt đời con, vì con là con ba, con của ba rất ngoan. Vì con là con mẹ, con của mẹ rất... Tôi đã bỏ thêm tiền trong đó. Anh nhớ mua cái cặp mới cho con Vi đi học. Dạ, tôi nhớ mà, đừng có lo. Dạ, tôi có nói với nó anh là bà con xa, thôi anh tiếp cận nói chuyện với nó đi. Thôi, thấy nó mạnh khỏe như vậy là được rồi. Dạ. À, sắp tới tôi bận rộn nhiều việc lắm. Dạ. Chắc là không đến đây được. Nhưng hàng tháng tôi sẽ gửi tiền cho anh. À. Mong anh chăm sóc nó giống y như trong giao kèo. Dạ, dạ, được, cứ yên tâm, tôi sẽ làm hết mình. Đừng có lo. À, anh cứ lo công việc của anh đi. Dạ. À, xin phép nha. Dạ. Đi cẩn thận nha. Dạ. Cha gì lạnh như nước đá. Sao? Lạnh lạnh, tôi ấm là được. Hôm nay là ngày ông sướng nhất thiên hạ rồi. Cái ngày mà công ty ông đầu tư nó lại đẻ ra tiền cho ông đó. Phải vậy mới đãi cái ông nhậu được chứ. Cái công ty đó đầu tư 12 năm nay rồi đó. Chắc là cũng nhiều tiền lắm phải không? Tới khi nào cậu mới lãnh được một cục đây? Phải lãnh từ từ thôi, thì tiền nó mới đẻ ra tiền cho mình xài á. Nè, ông đầu tư vô công ty nào? Nói cho tụi này biết chứ. Thì tôi đầu... tuyệt đối bí mật. Bao giờ tôi lãnh được một cục tiền lớn, tôi đãi công nhậu một chầu lớn luôn. Trời đi. Trời đi. Cái này của thằng Hùng. Thời buổi này thì ai còn đi cái giày này nữa. Thằng này, vậy thì trả lại ta. Nhưng mà ba mua rồi thì con phải đi chứ. Đây nè. Ôi con thích quá. Con thích lắm hả con? Dạ con thích lắm. Ủa ba, Vi không có phần hả ba? Con Vi hả? Đấy. Dạ con cảm ơn ba. Ủa sao chỉ có bấy nhiêu đây thôi? Giết chị còn muốn gì nữa mày. Nhưng mà ba phải biết rằng cặp của con Vi bị rách, sách vở của nó rớt ra hết rồi kìa. Cặp bị rách hả? Mày tự mai lại mày xài. Thủy, đưa cái cặp cho chị. Không. Mẹ nói đưa cái cặp cho chị nhanh lên. Cái bà này ngộ rồi, cái cặp tôi mua cho con Thủy với bộ mua cho con Vi, sao bà kêu nó đưa? Mẹ, con không cần cặp mới đâu, cặp của con còn xài được mà. Không có nói nữa, biểu đưa cặp cho chị. Con không đưa đâu. Mẹ, con không cần cặp mới đâu mà. Nói sao không cần. Chị xài cái này đi, cái này còn đỏ hơn cái của chị. Ôi trời ơi, tâm lòng của con gái tôi nó bao la. Mỹ, tại sao mẹ nói con đưa cái cặp mới cho chị, con đưa cái này? Không sao đâu mẹ, con xài được mà. Chị cảm ơn em nha. Đúng rồi, con Vi được cảm ơn con Thủy là đúng rồi. Cái gì mà đúng?
Nói vậy mà nghe được á hả? Phải chi ông mua hai cái cặp thì đâu tới nổi này. Tiền đâu mua? Tiền đổ vô rượu á. Uống rượu suốt ngày à, tiền đâu mua cặp cho con? Chứ bà sáng sớm mới kiếm chuyện rồi. Ba cậu kỳ quá. Vi không phải là con gái của ổng sao? Tớ thấy ba đối xử với con Vi kỳ lắm. Nói gì thì nói, tụi mình không phải kiếm tiền đi. Kiếm tiền làm gì? Ba không để cho vợ tương lai của tao phải ôm cái cặp củ xì đó đâu. Bộ mày tưởng cái cặp chỉ có 50 ngàn nữa sao? Tao đã có cách. Anh đó. Rồi vô đi. Tới bên kia mà. Dạ, chào chị. Dạ, chào cô. Cô là chủ nhà mới cất phải không? Dạ. Tôi xin lỗi vì đến mà chưa đi chào bà con trong xóm được. Trong thời gian tới, tôi mong chị và các anh giúp cho. Chị nhỏ. Ôi, khách quý như vậy á, chào hỏi làm cái gì? Cứ đi qua đi lại là quen mặt nhau thôi à. Dạ. Chị ơi, chị có nước trái cây trong hộp không? Cho em vài hộp đi. Dạ có. Sống ở thành phố mà chuyển về đây chắc có nhiều cái bất tiện lắm phải không cô? Dạ cũng không sao, gia đình tôi thích lắm. Dạ, gửi chị cảm ơn. Cảm ơn cô. Dạ. À, chị ơi, ở trong xóm mình có ai làm việc nhà được không? Làm việc nhà hả? Dạ. Có nghĩa là kiếm người giúp việc? Dạ, dạ phải. Ôi, để tôi kiếm giùm cho, ở đây thiếu gì người. Nè cô, vợ tôi làm việc nhà giỏi lắm. Ừ, nếu mà nói làm việc nhà là má thằng Hùng á là làm tốt nhất, khéo tay mà lại cần cù nữa. Dạ. Dạ anh ơi, nếu vậy tôi nhờ anh hỏi giùm chị ấy xem sao. Cần gì phải hỏi, à, bao giờ làm tôi biết luôn. Hỏi bà. Lẹ. Đừng nói mà nghe cái này nè. Cái gì mà âm ỉ vậy? Đi với tôi lên trên cái nhà, bà thấy cái nhà mới xây không? Nói chuyện không có đầu đuôi gì hết trơn à. Cái nhà mới là nhà nào? Người ta đang cần người giúp việc mà nghe nó họ trả tiền cao lắm á. Vậy hả? Ừ. Bà có đi làm không? Tôi cũng đang suy nghĩ coi phải kiếm chuyện gì làm cho tới cái vụ mùa năm sau nè. Chị có mấy người con? Dạ. Dạ. Dạ có hai đứa con gái với lại một đứa con trai. Còn tôi thì có một đứa con trai và một đứa con gái. Hai đứa nó sinh đôi. Đứa con trai là anh, sinh trước 5 phút. Sinh đôi chắc là cực lắm hả chị? Đúng vậy. Trước đây những người làm ở nhà tôi thường giúp tôi rất là nhiều. Thật ra thì tôi cũng muốn trực tiếp làm, nhưng mà đối với việc nhà thì tôi không có năng khiếu làm cho lắm. Dạ tôi nghĩ có sức là làm được thôi mà. Thì sao nhà giàu mà lại dễ thương quá, lại ăn nói lịch sự nữa chứ. Tụi con tới đây chào cô đi. Từ giờ trở đi cô sẽ tới làm việc ở nhà mình đó. Thôi, có gì đâu chào. Hai đứa sinh đôi đi hả? Dạ. Mặt mày sáng sủa quá ha. Chị ơi, chừng nào thì chị có thể bắt đầu công việc được? Làm ngay bây giờ được không chị? Dạ. Tôi có thể làm cái gì liền bây giờ? Đẹp dữ vậy nè. Ừ.
như phòng của công chúa vậy trời. Con người ta sung sướng thiệt, trong khi con Vi nhà mình thì... Đồn không sai một chút nào cả. Dạ thưa, tôi đã chuẩn bị mọi thứ xong xuôi rồi. Hôm nay chị vất vả quá. Dạ. Dạ không biết có làm đúng ý anh chị không nữa. Chị làm giỏi lắm. Từ giờ trở đi tôi mong chị giúp đỡ cho nhà tôi nha. Ôi sao lại tôi giúp đỡ? Đáng lý ra thì tôi phải nhờ em chị giúp đỡ mới đúng chứ. Dạ. Ngày mai tôi sẽ đến sớm. À dạ, quần áo con gái chị tôi giặt và để ở đây rồi. Ủa, chị giặt đồ này làm gì? Đồ này tôi định bỏ đi đó mà. Ôi, chị định bỏ hả? Ừ, cái đó nó cũ và chật quá rồi. Con nhỏ nhà tôi tính nó mau chán vậy đó. Dạ, dạ nếu vậy thì để tôi đem đi được không? Ừ, vậy cũng được. Đẹp như một nàng tiên vậy á. Còn đây nữa nè. Ê, đẹp không? Đây là đồ quần áo cũ của con gái bà chủ, nó chê, nó nói chật quá nó không mặc nữa đó. Wow, đẹp quá. Cái này của con hả mẹ? Để cho chị mặc trước, chừng nào chật rồi đưa qua cho con. Xí, con không thèm đâu. Thủy, Thủy thánh hết kỳ cục à. Mẹ, cứ đưa cho em đi, con không cần cái này đâu. Thôi, không có nói lộn xộn nữa. Mặc thử đi con, coi vừa không? Dạ. Làm gì cho nhà giàu hả? À, nhân Vi nó cũng được phước rồi thấy không hả? À, mặc bộ đồ có cũng được. Cái áo cũ không có gì đâu phước. Rồi à, muốn kiếm chuyện nữa rồi đó. Vậy thì được rồi. Nè bà, ông chủ ông có định làm ăn gì trong làng này không vậy? Người ta có định làm ăn người ta cũng đâu có nói với mình đâu. Nhưng mà nếu như người ta làm ăn thì cũng chẳng có liên quan gì tới mình trơn á. Sao không liên quan? Nếu người ta định làm ăn đây là Nguyễn Văn Mạnh là phải tham gia giúp đỡ người ta rồi đó. Người ta làm gì thì bà đừng có xí vô. Gì vậy, bà giúp người ta rồi đó. Trời ơi, cha mày. Con chó đang ăn cũng đâu bị người ta đánh đâu. Mày là chó hả mày? Làm gì đánh con hoài vậy? Như chân chị bị trật rồi. Thôi hôm nay chị nghỉ đi. Dạ, tôi chưa làm xong việc mà. Công việc thì từ từ rồi làm. Chị cứ nghỉ ngơi đi đã. Nếu mà không khỏi thì tôi đành phải kiếm người khác vậy. Ơi, sao lại kiếm người khác? Không, tôi làm được mà. Đó, không ổn rồi. Khanh
ơi, con. Cô ấy bị đau, con đưa cô ấy về nhà đi. Dạ, có gì đâu để tôi về một mình được mà. Dạ, tôi tự đi được. Nhanh đi con. Dạ. Thôi được rồi, cháu về đi. Cô tự đi được mà. Dạ, má con nói là phải đưa bác về tới tận nhà. Dạ, ráng lên chút nữa đi bác. Mẹ bị sao vậy mẹ? Mẹ mình sao vậy Khanh? Mẹ bạn té chật chân á. À thôi, cảm ơn cháu. Cháu về được rồi ha. Dạ, thưa bác con về. Mình về nha Vy. Thì ra bạn đó là con gái của người giúp việc. Mẹ có sao không? Cái chân mẹ chỉ vài ngày là khỏi thôi mà. Mẹ nói khỏi, sao mẹ lại thở dài? Bà chủ nhà tốt bụng lắm. Mẹ đã kiếm được một việc làm thật tốt. Mà vì cái chân này, có thể mẹ phải nghỉ việc đó. Làm ăn là phải cẩn thận chút. Đi mà chạy nhảy tung tăng quá nên mới què dò như vậy. Làm như bố tôi muốn đau vậy hay sao? Hả? Thế thì ta bị đau không? Không an ủi còn nói giọng nữa nữa. Ngủi gì? Bà tưởng là kiếm gì làm cho nó dễ lắm hay sao? Làm gì chuyện phải cẩn thận chứ. Việc thôi mẹ nha. Không được. Ừ, khách đó cũng được á. Sao ba không nghĩ ra cái chuyện này ta? Tôi nói là không được. Cái nhà đó lớn lắm, con không đủ sức để làm đâu. Ở nhà đi học, không quan tâm tới chuyện đó nữa. Con giống mẹ mà, chắc chắn con sẽ làm được. Con gái ba giỏi lắm, chuyện gì mà làm không được. Sao ba không nghĩ ra cái cách này ta? Im đi. Gì? Bà này bà nuốt than mà ăn sao có tính nóng như lửa trời. Con đi nha mẹ. Không đi, không được đi. Đi đi, đi theo giữ nó lại. Đi theo giữ. Mà nhỏ này nó kỳ lắm, nó quyết tâm để làm cho bằng được à. Con nó bướng bỉnh. Em có phải là con gái chủ nhà ở đây không vậy? Dạ. Mà chị là ai vậy? Chị sẽ là người làm việc ở đây từ bây giờ đó. Nhà em đâu có cần người làm. Ủa sao em lại nói vậy? Chị được người ta giới thiệu là người nhà ở đây cần người làm lắm mà. Dạ đúng là như vậy. Nhưng mà người giúp việc cũ hôm nay lại đi làm. Chính vì vậy nên không cần đâu. Mẹ em đã nói vậy mà. Trời ơi, vậy mà làm cho người ta mất công tới đây không? Em chào chị. Trời nóng nực như thế này mà còn giỡn với người ta nữa. Em xin lỗi. Cháu có phải là đứa bé bị ngã vào xe nhà cô không? Dạ, đúng rồi cô. Ồ, vậy hôm nay cháu tới làm gì? Hay là vết thương hôm trước của cháu bị làm sao? Dạ không phải như vậy. Ủa, bạn. Chào bạn. Hai đứa. Dạ, bạn này là con gái của cô giúp việc nhà mình đó mẹ. Ờ đúng rồi.
Cháu mặc bộ đồ của Phương nhà cô vừa quá. Vết thương hôm trước của cháu sao rồi? Ừ, dạ không sao đâu cô. Mẹ của cháu sao? Cái chân đỡ chưa? Ừ, dạ, vẫn chưa đi được. Thưa cô, con đến đây làm thay mẹ con, có được không cô? Con vậy chứ con khỏe lắm cô. Con nấu ăn được, giặt giũ được, dọn vệ sinh cũng giỏi nữa. Cô hiểu, cô hiểu là cháu muốn giúp mẹ. Nhưng mà cô đã tìm được người khác rồi. Ừ, con nói cô đó về rồi cô. Sao? Hôm nay cô cứ cho con làm thử một lần. Nếu mà cô cảm thấy không hài lòng thì ngày mai con sẽ không đến nữa. Còn bây giờ cô cứ cho con làm thử nha cô. Nhưng mà làm sao cháu có thể... Đi làm việc thay mẹ rồi. Làm việc hả? Việc gì? Còn làm việc gì nữa? Hay là Vi thay mẹ làm việc cho người ta? Chứ còn sao nữa? Ôi. Gì vậy? Có đúng là con Vi đi làm thay mẹ không ba? Làm gì dữ vậy, tuổi trời sập. Ba mẹ có thấy mình làm vậy là quá đáng lắm không? Ừ, mày ăn nói với ai vậy hả? Dạ thôi mày đi làm thay Vi đi. Nhưng mà con là con trai. À đó, mày là con trai, ta là con trai, không có đi được. À, em Thủy mày nó còn nhỏ, nên Vi đi là đúng rồi, nói gì nữa. Vậy ba mẹ để con Vi ở nhà, không được sao? Ừ, mày trợn mắt với ai đó, hả? Thôi đi! Hai cha con mấy người, cái chân tôi đau ít nè. Bây giờ làm quá, bây giờ chân ta đau nhiều thêm đây nè. Đi! Đi luôn nè, đi giùm đi. Đi giùm đi. Không được có chút xíu mà để đi làm chuyện nhà người ta. Ác gì mà ác dữ vậy. Đẹp dữ vậy ta. Hình như mấy người trên thành phố cũng mặc cái áo giống vậy thì phải. Các bạn thành phố ăn cái gì mà trắng dữ vậy ta?
làm sao bây giờ? Nè, bạn có biết cái này quan trọng với mình lắm không hả? Mình xin lỗi,